chào tất cả mọi người. Tháng 5 bước sang hè và cũng là mùa cá trích lề. Và mọi người cùng tới với Vũng Tàu tháng 5 và cùng bước vô mùa cá trích cùng với ngư dân Vũng Tàu mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người thấy xa xa là Hòn Bà. Thì ở gần Hòn Bà, bãi biển ở gần Hòn Bà sẽ là cái địa điểm mà ngư dân Vũng Tàu tập trung đánh cá trích ở đây. Thì mời mọi người cùng theo dõi nha. Thank you.
lên đi, lên đi, lên đi, cậu lên.
Thank you.
Thank you.
Em ký chú. À, đang trồng môn em. Mua gì hết chị lượm cho em hết. Hết rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là khỏe không? Thank you.
Hãy
tôi bốn đen nè. Thank you.
em nhớ mình ăn hên. Rồi ép cậu ăn, lừng rồi, thanh ăn. Trời ơi, đụng, thanh trời. Rồi. Ra đây Phong. Hôm nay nó tới rồi, nó tới rồi. Đấy, nó một quán, nó một cái chiều. Có rượu hay à? Anh à. Anh dỡ hầm anh lấy cái gì cho nó bỏ vô. Kỳ á, dỡ hầm quá kỳ á. Rồi, thằng bác đi. Rồi. Rồi.
Chợ nhà bán dầm ở đâu khác quả đồ khác đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của An. Hẹn gặp lại.